Hà Nội, phố đi bộ Hồ Hoàng Kiếm, các di tích lịch sử mở cửa trở lại. Sau hơn 3 tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàng Kiếm đã hoạt động trở lại. Các khu di tích quốc gia đặc biệt như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù hỏa lò cũng đồng loạt mở cửa đón khách. Báo Quân đội Nhân dân Online gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàng Kiếm và các di tích mở cửa đón khách trở lại.